Nam mô A Di Đà Phật. Nhìn cuộc thế bộn bề sống dậy, cửa thiền môn còn hỡi khóa then. Nương xứ xa tạm viết với đèn tỏ tâm sự của người liễu đào. Sách có chữ thâm ân dục báo, phần làm người hiểu thảo nói gương. Ấy chẳng qua là đạo luân thường, chớ Phật thích lìa quê ngàn dặm. Non tuyết cứ sang rô rừng thăm thầm, đem thân phàm tầm đạo siêu sanh. Đến ngày nay còn ràng lấy danh, khắp bốn biển dân lành sùng bái. Môn lập đạo có câu thành bại, sự truân chuyên của khách thiền môn. Khắp sáu châu nức tiếng người đồn, ta chịu khổ khổ cho ba tanh. Tiếng gọi đời sông mê hải lanh, chạm lợi quyền vào có cạnh tranh. Bước đi gai trong đường đổ soi sành, đành tách gót lìa quê hương già. Ta cũng chẳng lấy chi buồn bã, bởi sự thường của bậc siêu nhân. Dầu gian lao già sắc chẳng sờn, miễn sanh chúng thông đường giải thoát. Cơn giông tố mịt mồ bụi cát, chẳng nào lòng của đấng từ bi. Vì thiên đình chưa mở hội thi, nên lão phải phiêu lưu độ chung. Kẻ ác đức cho rằng nói tung, nó đâu ngờ lòng lão yêu đương. Xe rồ xăng dục chạy bãi bương, đến khuất vàng tình thương nao nức. Khắp ba tánh chớ nên bực tức, bởi nạn tai vừa mới vẫn dương. Chốn liên đài bạc ngát mùi hương, nhờ chỗ ấy mới thi công đức. Dạy con cả nào đâu than cực, tiếng làm thầy phải nặng đôi vai.
việc khó khăn lắm lúc khôi hài ấy cũng bởi thầy lại ông Tàu. Ông nhồi quá cho người hành đạo lúc nguy nàng thôi chỉ cùng chân. Nếu bền lòng vì quả cao thân chẳng chặt giả bỏ lăng Phật thanh. Chôn Phật đường ráng trao đức hạnh phải bền lòng mới ranh trần ai. Chuyện cao siêu Phật pháp còn dài khó gặp chữ không không mà có. Lúc trồng rẫy rối nhiều sâu bỏ rồi ngẩn ngơ bỏ giống hay sao. Nấu lọc rành mới biết vàng thao ai thật tánh ai người giả đào. Tiếng sấm sét bên tai xốc xáo cả muôn người ngỡ ngao hỏi han. Nay thân thầy cũng đặng bình an khuyên bổn đạo đừng than lắm tiên. Tuy xa đường có lời luận biện bởi bút thần bài luyện khắp nơi. Ngọc nhờ lao ngọc mới rạng ngời, kim mài giữa kim kia mới bén. Người làm phải như tầm trong kén, có muôn tờ bao bọc ấm thân. Sách có câu minh đức tân dân, được thổ trụ quyền khai nhất khiêu. Ta còn thương thương trò liễu điệu, chớ cũng mừng được dịp phổ thông. Đắc đạo rồi cứu vớt tổ tông, cũng như Phật xuất gia thuở trước. Các bậc thanh châu lưu nhiều nước, nghèo thầy nhang bầu nước đai cơm. Tuy cơ hàng mà được danh thơm, hơn phú quý ngồi ôm bản lời. Qua sung sướng rồi quên đạo ngợi, thì khác chi loại thú rừng săn. Vật hổ lang đâu biết đạo hằng, chỉ có biết ngủ ăn, ăn ngủ. Khi đói mỏi mặt mày xô xô chạy quơ quào vật nhỏ đặng ăn.
đến chết thay đầy lũ ruồi lằn bô nút thịt của loài bào ác. Đạo mà biết mùi thơm bát ngát sức bụi trần mặn lạc thấy ai. Chữ Nam Mô trì giới giữ chay, chay được tâm chay tâm mới quy. Trong đạo Phật quá nên quyền bí, chỗ tâm thần tọa vị nơi thân. Muốn cho nên khuya sớm chuyên cần, lòng chí nguyện sở cầu Phật thanh. Đốt thiền lâm phương đồng chói, anh dắt hồn người vượt khỏi sông mê. Do cho nay xa cách sở tề, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh. Ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu nhạo ban. Nói thì nói chờ ngày thấp thoáng, dòm êm trời thì cứ ra tay. Quyết chèo thoảng đến chốn bồng lai, mới ngơi nghỉ tâm thân của lão. Lúc tam tạng Tây Phương quyết đáo, bị loài yêu làm bào lắm phen. Đức từ bi phải lộ trắng đen, lôi âm tử cùng đi đến chốn. Đi dọc đường yêu tinh làm hỗn, thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn. Nhờ môn đồ bạc giải xa tăng, với đại thánh tề thiên cứu vớt. Lòng sao chữ nhớ không có ngớt, thì nặng tay cũng thoát như không. Khó tìm cho gặp chỗ nhân ông, còn ẩn lắm nơi vòng sanh chung. Ai mê tâm nghe qua không phụng, ráng suy tầm đặng mở tánh linh. Lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, thì cũng thấy bổn lai diện mục. Lần thơ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng. Chừng ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông du thuyết.
thấu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu. Chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc, thì đạo hạnh ngày kia mới đất chớ chứa hờn đứa giữ ích chi. Phần tu hành tai gắt mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Lòng sầu riêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than bần đến lòng ta. Để cho thầy đi vào ta bà, đắng giải kẻ đường xa chưa rõ. Nay rừng bụi có người mở ngõ, thì nói theo dâu thỏ đàn dê. Dục gió cu nhiều nỗi thảm thế, dài sanh chúng cho rồi mới rành. Cùng hiếm kẻ nghinh ngang cường ngạnh, ôi kể sao cho hết thói đời. Mãi sai sửa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống. Xuôi tiên thanh đổ ra cuộn cuộn, tràn ruộng lòng dẻo dông mới nên. Kẻ vô tình chẳng có chí bền, phải xa ngã theo nơi mộng ảo. Giấc mộng vàng đắng truyền đại đạo, cầm vô sanh lòng bào ma mê. Mùa nước tràn ngập cả điền đê, đến nước hạ đồng khô cỏ cháy. Cuộc gian nan năm qua đã thấy, luận việc đời cũng khúc lớn rồng. Khi vậy thì tràn cá bờ sông, lúc khô hạn đi đồng khao khát. Biết làm sao lên lưng bạch hạt bay cả trời, tỏ ý từ bi. Khắp thế gian con thảo phục quỳ, chầu trước bể cha hiền ngọc đế. Gầm dinh nhục sanh trong thấy hệ, tuần xưa kia sắp đặt đã lâu. Phải chuyển xây trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật. Gồm một nơi sửa sang tim tất, sử phân người cùng vật thưởng phong.
cho dương trần rõ luật thiên công. Có địa ngục thiên đường hay chẳng? Các chúng sanh nghe rồi yên lặng suy cho tường rồi sẽ biện minh. Cơn vui tai từ tà thiên đình cho phép lão tố trần đôi lè. Lời thầy dạy thật kỳ là cặn kẻ bao nhiêu tình bác ai góp tôm. Trong ba già tìm đào quá mồm thôi già thế ước mong đời thành. Nam mô A Di Đà Phật.